Để khép kín tuyến đường vành đai 2 tại kỳ họp 13 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được khai mạc sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đề xuất nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng với tổng mức đầu tư là 4.543 tỷ đồng. Vành đai 2 là tuyến đường quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, giúp kết nối các khu công nghiệp, các đô thị và những tuyến đường trục xuyên tâm, giúp giảm tải cho khu vực nội đô, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông giữa các địa phương trong vùng. Tuyến đường này được thực hiện theo quyết định số 568 ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, có chiều dài 64,1 km. Thời gian vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác đoạn tuyến có chiều dài 50,2 km, đang triển khai xây dựng khoảng hơn 6 km. Hiện còn hai đoạn tuyến với chiều dài khoảng 7,7 km chưa được đầu tư xây dựng để khép kín tuyến đường vành đai 2 theo quy hoạch. Nhận thấy việc hoàn thiện đồng bộ để phát huy hiệu quả tuyến đường là cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng với tổng mức đầu tư là 4.543 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án dự kiến được thực hiện từ năm nay cho đến 2027 sẽ hoàn thành. Thưa quý vị, Quảng Trị có hàng nghìn thầy cô dạy học ở vùng cao, vùng xa biên giới phải sống xa gia đình, người thân dài ngày. Nhiều địa phương vùng sâu vùng cao do thiếu nơi ăn trốn ở cho giáo viên đã khiến con đường gieo chữ nơi biên cương càng thêm nhiều gian nan. Dãy nhà công vụ khang trang tại điểm trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa mới hoàn thiện đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi nơi ăn trốn ở tốt cho nhiều giáo viên. Được bố trí một phòng riêng, cô Hồ Thị Oanh có điều kiện để đưa con nhỏ ở quê cùng lên nơi công tác sống cùng mình cho dễ bể chăm sóc. Và kể từ đây cũng đã chấm dứt cảnh hàng ngày cô Oanh phải một mình chạy xe máy vượt qua chặng đường hơn 160 km cả đi lẫn về vì thiếu nhà ở công vụ. Bản thân tôi thì cũng rất là vui khi mà được ở tại căn phòng nhà công vụ mới này, thì nó giúp cho tôi là an tâm hơn khi trong công tác cũng như là đảm bảo là cho tôi là chăm sóc con cái. Ở các thôn bản vùng sâu vùng xa huyện Hướng Hóa, nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Việc quan tâm, đầu tư học hành cho con trẻ vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nơi ăn trốn ở của các giáo viên thiếu thốn nhiều thứ, nên con đường gieo chữ nơi vùng biên giới càng thêm nhiều gian nan. Theo số liệu thống kê, trong vòng 3 năm trở lại đây, Quảng Trị mới xây dựng được trên 100 nhà công vụ cho giáo viên. Để đáp ứng được nhu cầu nhà ở công vụ nơi vùng khó, Quảng Trị cần hơn 200 nhà công vụ nữa. Trong nhà trường thì thường xuyên trao đổi với trong công đoàn, phối hợp với công đoàn thì thường đồng viên cho cán bộ giáo viên ở điểm trường xa từ cái chăn, cái màn cũng như các cái dụng cụ để phục vụ và sinh hoạt hàng ngày. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các mạnh thường quân, đặc biệt là chính quyền địa phương cũng như là phụ huynh học sinh, cho nên là đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng yên tâm hơn để bám bản, bám làng và tiếp tục mang con chữ đến gửi cho các em vùng sâu vùng xa. Có nhà ở công vụ không chỉ giúp cho giáo viên đỡ chi phí trong ăn ở đi lại mà còn giúp cho những người gieo chữ ở vùng khó có điều kiện gần gũi hơn với các em nhỏ, hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình, kịp thời động viên từng học sinh khó khăn đến lớp. Hay nói cách khác, có thời gian gần với bản làng thì con đường gieo chữ của thầy cô sẽ được đến gần và nhanh hơn với các học sinh ở vùng khó nơi biên giới. Grab, Gojek, Kaibi được định danh là loại hình kinh doanh vận tải hay là đơn vị cung cấp phần mềm công nghệ hỗ trợ dịch vụ vận chuyển vẫn còn là vấn đề chưa được xác định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật. Và tại kỳ họp tháng 6 vừa qua, trong phiên thảo luận tại hội trường về dự luật giao thông đường bộ, nhiều ý kiến góp ý nên có quy định rõ ràng với loại hình kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ. Và đây cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và chuyên gia. Giờ cao điểm, thời tiết xấu, phí chở khách, tất cả sẽ bị các hãng xe công nghệ cộng vào giá cước. Điều này khiến nhiều người sử dụng có những phản hồi không tích cực. Đáng nói, tất cả những khoản thu này của Grab đều thực hiện theo kiểu một chiều, là hãng ra thông báo và thu tiền, khách hàng buộc phải chấp nhận. Ép khách hàng như là bình thường mình đặt có 50.000, bây giờ lên tận 150.000 thì là trời tạnh mưa thì mới đặt, gấp gì đấy là bị bắt buộc thôi, nhưng mà người ta sẽ không thích. Theo các chuyên gia,
Grab được xếp vào loại hình xe hợp đồng nên không phải kê khai giá cước. Để tài xế và khách hàng không bị thiệt, cần sửa đổi bổ sung quy định đây là loại hình kinh doanh mới trong luật đường bộ. Bản chất anh kinh doanh với taxi là một loại hình. Mà thuế VAT anh nộp có 1,5%. Thuế thu nhập doanh nghiệp anh nộp có 2%. 3%, như vậy là 4,5%. Trong khi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải người ta phải nộp tới 30%. Thế thì ai là người mất? Cái mất đầu tiên là gì? Nhà nước thất thu về ngân sách. Cái thứ hai nữa là gì? Một lượng lớn lao động, người ta sẽ không được ký hợp đồng lao động. Người ta không có các cái chế độ an sinh xã hội. Thì sau này sẽ tạo thêm một cái gánh nặng cho xã hội nữa. Thì ai là người chịu? Nhân dân sẽ là người chịu hết. Chúng ta để cho họ sử dụng một cái không gian mạng một cách quá là tùy tiện. Chúng ta hãy để quy định của pháp luật để cho các kiểu loại kinh doanh vận tải được hoạt động bình thường và bình đẳng. Đấy, cái bình đẳng ở đây tức là chúng ta là đưa khung công việc bình đẳng, chứ không phải ta ràng buộc để cái kiểu loại này phải có khó khăn này, khó khăn kia. Thì tôi nghĩ rằng đây là các cái cơ quan soạn thảo cũng như là các cái nhà chuyên môn thì có thể quy định cụ thể. Cũng tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án luật đường bộ tại kỳ họp thứ 6 mới đây, các đại biểu có băn khoăn về các quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ. Đây được xem là loại hình kinh doanh mang tính chất đặc thù ngoài các loại hình kinh doanh đã được quy định như trong dự thảo luật, để tạo cơ sở pháp lý ngay từ trong luật để điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải này. Kết nối giữa con người và phương tiện có thể bằng nhiều hình thức, trong đó có công nghệ, nhưng đã là doanh nghiệp hay cung cấp dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận tải thì phải đáp ứng các điều kiện về đảm bảo an toàn và phải nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Vì thế, đây phải được coi là loại hình kinh doanh mới, cần được sửa đổi, bổ sung trong luật đường bộ để có cơ sở vững chắc điều chỉnh hoạt động của loại hình này. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị hội chợ việc làm kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhằm thực hiện nghị quyết số 37 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đổi mới, nâng cao hiệu quả của đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025 và định hướng tới năm 2030. Thời gian qua, các trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã để thu hút học sinh, sinh viên. Đào tạo của trường Đào Thủy Lợi nói chung và các ngành liên quan đến trường ngành phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nói riêng thì đã thu hút được rất tốt các em thí sinh quan tâm, các doanh nghiệp, các trường đại học nước ngoài đã hỗ trợ cho trường Đào Thủy Lợi về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực. Các trường đại học cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đã cử các giảng viên, các chuyên gia sang đào tạo ngoại ngữ, đào tạo về chuyên môn, đào tạo về văn hóa làm việc ở nước ngoài. Việc thiết lập mối quan hệ cung cầu nhân lực đã góp phần định hướng nghề nghiệp và thu hút tuyển sinh ở các cơ sở đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, 63 gian hàng của các trường cao đẳng, đại học và một số doanh nghiệp đã được mở ra với đa dạng hình thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Em thì có tạt qua mấy cái gian hàng để tư vấn được đi du học với cả tuyển sinh theo ngành việc làm. Để mình vừa lấy được kiến thức với cả cũng kiếm thêm được việc làm để phụ giúp bố mẹ. Kiểu những cái gian hàng này thì nó sẽ giúp bọn em có thêm nhiều kiểu tạo liên kết đấy cho bọn em, để bọn em biết thêm nhiều việc làm, có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cho bọn em mai sau để tìm kiếm việc làm. Hợp tác với doanh nghiệp để tạo cái việc làm ổn định cho các cái sinh viên thì chúng tôi cũng đã có cái định hướng. Về chúng tôi định hướng theo cái ba cái hướng đào tạo, đó là một là đào tạo để phục vụ cho các cái ngành nghề, phát triển ngành nghề dịch vụ ở nông thôn, về nông nghiệp nông thôn. Thứ hai là tập trung vào cho đào tạo cho phục vụ cho các cái doanh nghiệp, kể cả các cái doanh nghiệp thực hiện cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và cái thứ ba là đào tạo để phục vụ cho ngành nông nghiệp. Chúng tôi xác định một giải pháp quan trọng là phải xã hóa cái công tác đào tạo, phải kết hợp các cái doanh nghiệp vào, phối hợp với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, trong đào tạo và trong tuyển dụng. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các cơ sở đào tạo thường xuyên khảo sát, đánh giá nhu cầu, cập nhật chương trình, nội dung đào tạo với sự tham gia của các doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tham gia đặt hàng đào tạo, cung cấp học bổng hỗ trợ người học.